Chân socket. Thứ duy nhất làm tôi mệt hơn mấy cái dây cắm chết tiệt này. Một khi main và CPU của bạn có số chân socket khác nhau rồi, thì dường như bạn sẽ không thể làm gì hơn ngoài việc vứt một trong hai, mặc dù nó chỉ hơn nhau có vài đơn vị. Và nếu bạn vẫn kiên quyết muốn lắp vào và bật lên, thì hãy nhớ đặt một bình cứu hỏa ngay bên cạnh bạn. Nhưng dường như chúng ta đã có một trường hợp ngoại lệ, nếu các bạn không tính mod BGA sang LGA của mấy anh Trung Quốc. Và trong tay tôi đây chính là một chiếc CPU như vậy. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về nó trong video này nhé. Thực ra đây chỉ là một chiếc CPU Xeon 4 nhân bình thường được thiết kế dành riêng cho main socket 771, tức là có 771 chân. Và như các bạn biết hoặc không biết, thì main dành cho các con CPU này vừa đắt lại còn vừa hiếm. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà vài bạn biết tới sự tồn tại của nó. Nhưng cái hay của socket này là vì sinh ra để làm server, nên các bạn có thể thấy nó có thể lắp hai con CPU vào trong cùng một chiếc main. Tất nhiên là nếu lắp hai con Xeon bình thường thì chẳng có gì đặc sắc cả. Nhưng Intel còn cho ra mắt cả CPU Core 2 Extreme mạnh nhất trên socket này. Đó chính là chiếc CPU QX9775 với thông số tương tự y hệt chiếc CPU mạnh nhất của socket 775, QX9770, với giá khởi điểm chỉ có mỗi $1,500, tương đương với 35 triệu tiền hiện tại. Đó là còn chưa tính thuế. Thì để chạy hai con chip này trong cùng một chiếc main, khi đó bạn cũng phải là một siêu VIP thì mới làm được. Nhưng trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây là chiếc CPU Xeon E5410, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007, sản xuất trên tiến trình 45 nanomet với 4x4 luồng, chạy ở xung nhịp 2,33 GHz, có bộ nhớ đệm L2 lên tới 12 MB và có TDP là 80W. Nhìn chung lại thì các bạn có thể thấy nó khá là tương đồng với các con Core 2 Quad thông thường, chỉ là khác mỗi chân socket thôi. Hay là không? Về căn bản thì socket 771 rất giống với socket 775, cũng như tất cả các socket 115X đều giống y hệt nhau trừ vị trí của cái lẫy. Nhưng tôi nghĩ tại vì hai socket này cùng trong một thế hệ nên mới mod được như vậy. Và thực chất thì socket 771 chính là socket 775, nhưng được bỏ đi 4 chân, quay thêm một góc 90 độ và đổi vị trí của hai chân cho nhau. Có rất nhiều modder đã tìm được thông tin này và tiến hành mod những con CPU Xeon vào main socket 775, đồng thời đưa ra các hướng dẫn chi tiết. Nhưng vì đây không phải là video hướng dẫn nên tôi sẽ chỉ nói qua về cách mod. Để mod thì sẽ cần một miếng dán mod như thế này, dán vào phần góc có dấu tam giác vàng, cách nhau khoảng 9 chân CPU. Sau đó chúng ta sẽ cần làm một việc không mấy dễ chịu, đó chính là cưa CPU để cho vừa về lẫy chiếc main, miễn là các bạn không cưa quá sát chân CPU là được. Hoặc nếu các bạn sợ CPU tạch thì còn cách nữa là cắt cả hai cái lẫy của chiếc main. Nhưng cả hai cách đều sẽ khiến bạn lo sợ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn trạch tay. Sau khi xong và cắm vừa CPU vào main, nếu bạn cắm máy lên hình mà không cháy thì chúc mừng bạn. Bạn đã mod thành công, tuy nó sẽ hiện lên dòng chữ này và máy sẽ mất tập hướng dẫn SSE 4.1 của CPU, nhưng các bạn vẫn có thể dùng máy được như bình thường. Còn nếu các bạn muốn tăng sự ổn định cho chiếc CPU này, thì các bạn sẽ phải thêm microcode của Xeon vào file BIOS và flash BIOS mới vào. Nhưng tại sao chúng ta lại đi mod các con chip Xeon này trong khi đã có dòng Core 2 Quad? Thì tất nhiên rồi, do giá nó rẻ hơn. Trong khi lúc trước vài con Core 2 Quad có giá tầm 300k, thì một chiếc CPU Xeon 4 nhân chưa mod rơi vào tầm khoảng 150k, nếu tôi nhớ không nhầm. Và nếu các bạn lười thì khi đó có thể mua chiếc CPU mod sẵn như tôi với giá tầm 200k. Bản thân các con CPU Xeon này cũng gần giống y hệt như các con Core 2. Nhưng điểm mạnh của chip Xeon là có thêm rất nhiều bộ nhớ L2, ở đây là 12 MB. Cho nên chắc chắn các khung hình cho ra sẽ ổn định hơn khá nhiều, nhất là các game cần FPS cao. Và đó cũng chính là lý do CPU có công nghệ 3D VCAD hiện tại của AMD lại chơi game ngon hơn đến như vậy. Nhưng đối với hiện tại thì dường như các con Xeon này cũng không đáng để mod nữa, vì chúng ta đã có các con CPU rẻ và tốt hơn nhiều so với nó. Ví dụ như những con i3 hoặc i5 có thể được mua với mức giá khá là ngon. Và nào, hãy bỏ qua giá cả sang một bên. Chúng ta cùng bắt đầu xem liệu chiếc CPU này còn trụ được vào thời điểm hiện tại nữa hay không thôi. Trước khi test thì chúng ta hãy cùng xem qua cấu hình của chiếc PC. CPU sẽ là chiếc Xeon Mod E5410. Main sẽ được nâng cấp từ con G31 để lên chiếc P45 này. Cùng với đó sẽ là 4 thanh RAM, mỗi thanh 2GB DDR2 bus 800 với tổng cộng là 8GB. Card sẽ vẫn là chiếc GTX 1060 6GB
Để đảm bảo chiếc CPU chạy full công suất, và đúng, tôi vẫn dùng HDD để test game trong 2023. Đầu tiên sẽ là app test CPU tôi hay dùng nhất, đó là Cinebench R15. Với test đa nhân, sau khoảng 3 phút chạy thì chiếc CPU đạt được 254 CB. Và sau hơn 10 phút chạy đơn nhân nữa thì cho ra kết quả là 65 CB. Cũng khá là tương đồng với các con core 2 quad ở mức xu nhịp này. Tựa game đầu tiên mà tôi sẽ test chính là Genshin ở mức đồ họa cao. Độ phân giải 720p, số liệu được lấy từ vùng Sumeru. Thì trong suốt quá trình chơi, chiếc CPU chạy không một lúc nào là được nghỉ. Đi khám phá ở ngoài thế giới mở thì chiếc máy cho ra tầm khoảng 20-30 FPS. Nhưng một khi vào combat thì CPU sẽ không thể bắt kịp được GPU nữa. Và khung hình đã tụt xuống dưới 15 FPS khi có nhiều hiệu ứng và kẻ địch. Nhưng lên lại mức 20 rất nhanh, cho nên tôi không cảm thấy khó chịu lắm và không có hiện tượng giật lag liên tục. Kết quả chiếc CPU này đạt được trung bình 27, cao nhất là 48 và thấp nhất là 13 FPS. Nếu các bạn vã quá thì vẫn có thể chơi được. Tiếp theo chúng ta cùng đến với game giả lập làm người Mỹ, GTA 5. Với mức setting rất cao ở độ phân giải 720p. Tôi có test cả trong game lẫn phần chạy benchmark. Lúc đứng giữa đường bắn nhau với cảnh sát thì FPS cho ra khá là ổn định, giữ vững ở mức 30 FPS. Qua toàn bộ lúc chơi thì FPS thấp nhất là khi tôi cho nổ vài cái xe, nhưng cũng không tụt quá sâu. Kết quả là chiếc CPU đạt được trung bình 33, cao nhất 44 và thấp nhất là 24. Phần benchmark của game thì cũng không khác gì mấy. Bình thường thì tầm 30-40 FPS, còn khi có vụ nổ lớn thì giảm xuống mức 20. Sang tựa game mà sau 10 năm vẫn còn khá là đẹp, đó chính là Battlefield 4 với mức setting Ultra, độ phân giải 720p. Thì trong vài phút đầu tiên của game, chiếc máy chạy khá là mượt, với FPS trung bình tầm 60-70. Không lúc nào là tụt xuống dưới mức 50 khi bắn nhau. Phải cho đến khi ra ngoài map rộng hơn thì FPS mới tụt xuống dưới mức 50, nhưng độ ổn định của chiếc CPU lại rất cao. Nên chiếc máy trung bình đạt được 52 FPS, cao nhất 104 và thấp nhất là 29. Một tựa game bắn súng mà chiếc CPU này vẫn có thể chạy rất tốt nếu các bạn có card đủ ngon. Sau các tựa game bạo lực thì hãy cùng đến với Minecraft phiên bản Optifine 1.19.4. Với mức đồ họa cao, khoảng cách vẽ là 5 và độ phân giải 720p thì chiếc máy chạy khá là tốt. Đó là nếu bạn không di chuyển quá nhanh, còn lúc bạn làm tiêu phu và di chuyển chậm thì CPU sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Tóm tắt lại thì trung bình chiếc máy cho ra 114 FPS, cao nhất là 183 và thấp nhất là 36. Minecraft cũng là một tựa game nhẹ nên không có quá nhiều điều để nói. Chuyển tới Left 4 Dead 2 với mức đồ họa cao nhất, ở độ phân giải vẫn 720p, thì với hàng chục con zombie, chiếc CPU Xeon của chúng ta cũng không cần dùng hết công suất của nó. FPS cho ra cũng khá là ổn định, tầm 60-70. Lúc nhiều zombie nhất sẽ là lúc xuống thang máy. Khung hình lúc này đã tụt xuống dưới mức 40-50. Và sau đó hết đàn zombie thì lại trở về như bình thường, khiến FPS trung bình rơi vào 75, cao nhất 122 và thấp nhất là 36. Sang tới game bắn súng tung chưởng là Valo, với mức setting thấp ở độ phân giải 720p. Qua N hiệp đấu súng liên tục thì FPS cho ra khá là mượt mà. Dao động tầm từ 60-80 FPS, để bắn tryhard thì đây là không nhiều. Nhưng bắn chiêu chiêu thì cũng được. Qua suốt trận tử chiến thì không một lúc nào tôi chết là do chiếc máy cả, mà tôi chắc chắn là tại điện bẩn. Sau quá trình chơi thì tôi nghĩ FPS trung bình sẽ rơi vào tầm 65, cao nhất 90 và thấp nhất là 50. Tựa game cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay sẽ là Liên Minh, chạy ở mức setting rất cao, độ phân giải 720p, số liệu lấy từ trận đấu với máy, thì cũng tương tự như các tựa game ở trên. Chiếc máy cho ra một khung hình khá là ổn định, với mức FPS luôn trên 60. Lúc tung chưởng và combat với bot thì không tụt mấy kể cả khi có đông lính,
Khi bật Ultimode thì vì do cần nhiều GPU hơn là CPU nên khung hình còn được tăng lên trên mức 70 FPS và kết quả trung bình chiếc máy đạt được 68, cao nhất 79 và thấp nhất là 56 FPS. Nhìn chung thì chơi Liên Minh khá là ngon với chiếc CPU mod này. Như vậy thì chiếc CPU Xeon Mod 775 này thời điểm hiện tại vẫn có thể cho ra khung hình chấp nhận được ở các tựa game trung bình và chơi được khá mượt các tựa game nhẹ. Và qua trải nghiệm của tôi thì tôi thấy FPS cho ra khá ổn định, không giật lag quá nhiều. Nhưng tôi có khuyên người dùng bình thường như các bạn nên mod nó không? Không, vì để nó hoạt động thì các bạn cần phải làm rất nhiều việc. Nếu các bạn chỉ cần làm sai một chút thôi thì có thể chết main, CPU hoặc là cả hai nếu bạn đen. Với lại ngày xưa mod Xeon vì rẻ, nhưng hiện tại mặc dù tôi không khuyên, các bạn mua chip Core 2 Quad bây giờ có thể giá còn rẻ hơn so với khi các bạn tự mod. Và nếu các bạn muốn biết thêm trong hai dòng chip, con chip nào chạy nhanh hơn thì tôi sẽ sớm có một video để so sánh giữa Xeon mod và Core 2 Quad. Cho nên nếu bạn chưa đăng ký thì hãy đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Và hãy nhớ bấm thêm cái chuông nữa. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.